D nha. Ơi, không được. Lại. No. Ơi. Không được. Biết sang chữ khác nó dễ hơn. E. Phải biết. Không được. D. Nào, E nhá. Bây giờ cầm chữ E nhá. E nhá. E. Chữ G. Không chữ G. Thầy Phú dạy con chữ G. Chữ G nhá. Không chữ G cơ mà. Nhá. Chán học. Thế viết đi. Ui dễ thế mà. Chữ M. Đi chữ M. Chữ E. Chữ G nào. Đi. Vật sách vật bảo đi. Bác viết chữ M thế nào. Nào chữ G nhá. Chữ G. Chữ gà nha. Không được. Chữ gà.